Các bạn đang nghe chuyện trên audio kiếm hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 21 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lại nói, lúc bây giờ khi Nghịch Cương nhận việc của Hồng Quân, Hồng Quân cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Xuất ra khối thần linh thạch, ngay lập tức bên cạnh Hồng Quân xuất hiện một trận pháp không gian. Trước mặt Hồng Quân giờ xuất hiện một thạch thai màu đen. Thạch thai này chính là ngày xưa Tần Vũ đưa cho Hồng Quân, đồng thời Tần Vũ còn tặng Hồng Quân luôn toàn kính phá không chùy. Năm đó, Tần Vũ khi còn là một kẻ vô danh, một lòng nghiên cứu trận đạo, giờ này cấp cho Hồng Quân hắc thạch thai để cho hắn cũng một lòng nghiên cứu trận pháp, luyện khí chi đạo. Mọi thứ Tần Vũ có được khi xưa đều truyền lại cho Hồng Quân. Không những chỉ Tần Vũ mà còn Khương Lập cũng hết mực thương yêu đứa con chịu nhiều thiệt thòi này. Tiếng rít vang lên, trong khi toàn kình phá không chùy vây quanh ô diễm thạch thì chùy tử trong tay Hồng Quân phóng ra chính là đạo lốc xoáy. Hồng Quân chỉnh tốc độ, lúc nhanh lúc chậm, chỉ một hồi đã có vô số tiểu lốc xoáy hòa cùng hắc sắc thần hỏa bao vây lấy thạch thai. Hắc sắc thần hỏa cùng toàn kình phá không chùy không ngừng bay vào trong thần linh thạch, khiến nó không ngừng thay đổi hình dạng. Hồng Quân nhanh chóng phóng khối thần thạch lên thạch đài, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tiểu chùy tử, đồng thời một đạo hắc sắc thần hỏa từ trong cơ thể bay ra vây quanh thạch đài, tiếp xúc với hắc hỏa, ô diễm thạch không ngừng thay đổi hình dạng. Vù vù, Hồng Quân hít một hơi, luyện chế thần khí chiến y không phải là chuyện đơn giản, chỉ cần tôi lửa thôi đã mất đi của Hồng Quân một năm thời gian. Bản thân ô diễm thạch đã chứa trong mình hắc sắc thần hỏa, với cảnh giới của Hồng Quân ngày hôm nay không thể phát ra bạch sắc thần hỏa, chỉ có thể dùng hắc sắc thần hỏa hòa tan ô diễm thạch, kỳ thực là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng may mắn có hắc sắc thần hỏa ngay cự ly gần phóng xuất nên có thể cũng có chút thành tựu. Kỳ thực khi luyện chế hắn cũng có chút hối hận. Nếu mình có tu vi cao hơn thì có thể luyện chế thần khí hiện giờ có trình độ tốt hơn. Suốt 2 năm rưỡi thời gian, rốt cuộc đang từng bước cuối cùng hoàn thiện bộ thần khí chiến giáp. Nhìn bộ chiến y trước mắt màu đen đang tỏa sáng, hơn nữa còn mang theo những điểm trắng sáng, mồ hôi trên đầu Hồng Quân không ngừng rơi xuống. Cuối cùng hắn nở nụ cười, là trung phẩm thần khí chiến giáp. Nếu đánh giá với tu vi của Hồng Quân hiện thời thì quả thật xứng đáng tự hào. Dỡ bỏ trận pháp không gian, Hồng Quân mang bộ chiến giáp ra khỏi mật thất. Chỉ còn nửa năm nữa là ngày Nghịch Cương cùng Lưu Kiệt quyết chiến. Thời gian này chính là để cho Nghịch Cương có thể làm quen với công kích và sự phòng ngự của chiến giáp. Thủ lĩnh phủ đại sảnh, Nghịch Cương không ngừng đi qua đi lại, khi thì nhìn ngắm sắc trời, sắc mặt có vẻ có chút hồi hộp, lo lắng. Tiếng cửa mở vang lên, Hồng Quân cầm thần khí chiến y đi tới đại sảnh. Hắn nhìn thấy thần sắc của Nghịch Cương thì không khỏi mỉm cười. Nghịch Cương thủ lĩnh, không phụ lòng tin của lão, ta đã luyện thần khí chân y cho lão thật tốt rồi. Hồng Quân đột nhiên xuất hiện, Nghịch Cương nghe được tin tức đó thì không có vẻ gì là hưng phấn, ngược lại lão rất ngạc nhiên, sửng sốt, như là lần đầu tiên lão thấy Hồng Quân luyện. Thế nào, luyện rất tốt ư? Nghịch Cương do dự hỏi. Hồng Quân không trả lời mà chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng điều này cũng là đủ rồi. Song Hồng Quân dám chắc, Nghịch Cương ngay lập tức hưng phấn hẳn lên, bay nhanh đến bên cạnh Hồng Quân, tay cầm lấy chiến y, đồng thời một giọt máu bay thẳng tới chiến giáp. Trong nháy mắt, Nghịch Cương trên mặt có chút cứng đờ, nhưng ngay lập tức lão trở lên hưng phấn, quả thực khó có thể hình dung. Đúng là thần khí chiến y, quả nhiên là trung phẩm thiên thần khí, còn có hỏa thần lĩnh vực, quả nhiên là thần hỏa lĩnh vực à. Nhìn Nghịch Cương lúc đó, ngay cả bản thân Hồng Quân cũng có chút sửng sốt. Hắn mặc dù biết đây là trung phẩm thần khí chiến y, nhưng cũng không nghĩ tới trong thần khí chiến y còn có thần hỏa lĩnh vực. Ngẫm lại, hắn thấy rằng trong ô diễm thạch đã ẩn chứa thần hỏa màu đen. Nghĩ thông suốt nguyên nhân, Hồng Quân cười nhạt. Nghịch Cương thủ lĩnh, chiến giáp này có hài lòng không? Hài lòng ư? Nghịch Cương sững sờ, lão hưng phấn nói. Này, đây là tầng thứ 7 và bây giờ đã xuất hiện một kiện đệ nhất thần khí chiến y. Chính là trung phẩm thần khí, còn có đặc thù thần hỏa lĩnh vực. Một kiện thần khí chiến y như thế này mà không hài lòng thì quả thực là... Nghịch Cương không nói xong, bởi vì ngay cả bản thân lão cũng không biết hình dung bộ chiến y này như thế nào.
cũng không biết tâm tình của mình như thế này là như thế nào. Trung phẩm thần khí chiến y, hơn nữa còn có thượng phẩm thần khí chiến thiên thần kiếm. Đừng có nói là Lưu Kiệt, kể cả hai huynh đệ Lưu Kiến cùng Lưu Kiệt có cùng nhau nhảy tới thì lão cũng không sợ. Tiểu tử, ô không, Hồng Quân tiểu bằng hữu, có hai kiện thần khí này đánh thắng Lưu Kiệt quả thực rất dễ dàng, ngay cả hai Lưu Kiệt cùng không phải là đối thủ của ta. Cầm hai kiện thần khí trong tay, tự tin của Nghịch Ương cực kỳ bành trướng. Đồng thời lão đang xưng hô là tiểu tử, bây giờ được chuyển ngay thành Hồng Quân tiểu hữu. Hồng Quân cười, Nghịch Ương thủ lĩnh, chi bằng chúng ta tìm một nơi nào đó thử xem thần khí chiến y này như thế nào đi. Hồng Quân cũng muốn biết kiện thần khí do chính mình luyện chế cuối cùng phòng ngự đạt đến trình độ nào. Tốt, lão phu cũng đang có ý này, nào đi theo ta. Nghịch Ương nói xong liền bay lên trời, hướng phía bắc của thánh giới thôn bay tới. Ngay lập tức Hồng Quân cũng nhanh chóng đuổi theo. Ở phía bắc thánh giới thôn có một sân cốc không người. Hồng Quân và Nghịch Ương đang lăng không đứng đối diện nhau. Hồng Quân tiểu hữu, sau này ngươi không cần phải gọi ta cái gì là Nghịch Ương thủ lĩnh, thấy lão phu chỉ cần gọi một tiếng Nghịch Ương lão ca là được rồi. Tâm tình của Nghịch Ương giờ này thật là tốt. Được, Nghịch Ương lão ca huynh, cũng không cần phải khách khí, trực tiếp xưng hô đệ là tiểu quân là được. Hồng Quân cũng không phải là người coi trọng tiểu tiết, đối với vấn đề xưng hô hắn cũng không có ý kiến gì cả. Hảo tiểu tử, thống khoái, rất giống tính của lão phu, ra chiêu đi. Nghịch Ương ha ha cười nói. Ngay lập tức một kiện thượng phẩm thần khí Thiết Côn xuất hiện trên tay. Một lần nữa khi đạp nhập thần nhân cảnh giới, hắn mới có cơ hội dùng lại Kinh Thiên Nhất Côn. Từ khi tới tầng không gian thứ 7 này cho tới bây giờ, Hồng Quân chưa từng động thủ, rốt cuộc bây giờ đã có cơ hội. Lại là thượng phẩm thần khí ư? Nghịch Ương con mắt sáng ngời, bằng vào nhãn lực của lão rất dễ dàng nhận ra trường côn trên tay Hồng Quân, hơn nữa tuyệt đối không phải là kiện lúc trước cấp cho mình xem. Cứ như vậy mà nói, tiểu tử này có trong tay không phải là một kiện thượng phẩm thần khí. Nếu bây giờ mà nói ra Hồng Quân còn nhiều hơn số đó thì có khi lão cũng không thể tin cho được. Kinh thiên 36 côn! Đang trong khi Nghịch Ương kinh ngạc, Hồng Quân hét lớn một tiếng. 36 đạo côn khí bằng bạc đãng đãng nhanh chóng bay tới người Nghịch Ương. Nghịch Ương thần sắc biến đổi, dù gì lão cũng đã từng tại Tiên Ma Yêu Giới xưng hùng, đương nhiên lão biết kinh thiên côn pháp lợi hại. Lão cũng không thể tưởng tượng được tên tiểu tử này có thể học được côn pháp biến thái đến như vậy. Cũng khó trách hắn ngay từ đầu không có nhòm ngó đến Phá Thiên Kiếm Quyết. Đối diện với ngập trời côn khí, ngay cả người cũng không thèm nhúc nhích, chỉ là đột nhiên chân người xuất hiện màu đen quang mang, giống như là màu đen của hắc vụ. Quỷ dị chính là trong màu đen quang mang này lại xuất hiện những điểm trắng. Uỳnh một tiếng, kinh thiên 36 côn đều là đánh lên người lão. Chỉ thấy màu đen quang hoa lưu chuyển, kinh thiên 36 côn đánh trên người của Nghịch Ương chỉ làm xuất hiện một vòng tròn gợn sóng, liền biến mất hầu như không có. Hảo, công kích thật là mạnh, chiến y thật lợi hại. Nghịch Ương cảm nhận được công kích của Hồng Quân cực mạnh, nếu không kể thần khí tăng thêm lực công kích, một kích này có thể tuyệt đối ngăn cản trung phẩm thần nhân công kích. Cũng khó trách người trẻ tuổi kia suýt nữa thì chết trong tay Hồng Quân. Tiểu tử này quả thật có một không hai, mà thần khí chiến y hắn luyện chế ra tiếp kinh thiên 36 côn trên người mà một tia ba động cũng không có. Thấy thần khí chiến y có thể dễ dàng chống lại kinh thiên 36 côn của mình như thế, chính bản thân Hồng Quân cũng cảm thấy cao hứng. Kinh thiên tam côn! Ba đạo côn khí cực kỳ bá đạo quét qua, không gian liền xuất hiện một trận rung động. Hồng Quân đã lâu không xuất thủ, hôm nay chính là cơ hội của hắn. Nghịch Ương cảm nhận thấy mình là một thượng cấp thần nhân, lại có trung phẩm thần khí chân y, có thể nói là một người tuyệt đối an toàn. Cái gì? Đệ có thể sử dụng kinh thiên tam côn sao? Nghịch Ương nhìn thấy Hồng Quân sử dụng kinh thiên tam côn, sắc mặt cũng không khỏi sững sờ. Kinh thiên tam côn trước đâu Đại Viên Hoàng sau khi luyện được kinh thiên tam côn có thể tuyệt đối ngạo thị Tiên Ma Yêu Giới. Hồng Quân là thần nhân sử dụng kinh thiên tam côn, so với Đại Viên Hoàng ở Tiên Ma Yêu Giới tuyệt đối mạnh hơn mấy lần. Giảm đãng bát phương! Nghịch Ương trong tay cầm thần kiếm chiến thiên, sử dụng ngay chiêu thứ 8 giảm đãng bát phương. Tám đạo kiếm khí hướng ba đạo côn khí bay tới. Lão không muốn cho ba đạo côn khí này đánh vào trên người mình. Nghịch Ương mặc dù không tin ba đạo côn khí này có thể gây thương tổn được cho mình, nhưng lão lại nghĩ không biết ba đạo côn khí này đánh vào người mình có thể làm cho thần khí chiến y tổn thương hay không. Lão thực không muốn thấy kết quả này. Uỳnh một tiếng, kiếm khí cùng côn khí cuối cùng va vào nhau, cuồng mãnh,
từng đợt khí dư phát tán đánh vào một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi bị đánh cho thất linh bất lạc. Thiếu chút nữa toàn bộ ngọn núi đã bị đánh nát. Hồng Quân cũng bị dư kình để lùi về sau hơn 100 thước mới dừng lại. Ngược lại, Nghịch Cương vẫn không có chút nào động đậy. Thống khoái, thống khoái, lão ca còn chưa động đậy một chút nào. Hồng Quân phi trở lại, ha ha cười nói. Tiểu Quân, khả năng của đệ cũng khiến người ta giật mình à nha. Truyền thừa côn pháp của viên hầu nhất tộc mà cũng học được. Theo ta được biết, chỉ có siêu cấp thần thú, truyền thừa mới có tư cách được học. Ngay cả đại viên hoàng cũng chỉ luyện được tới kinh thiên tam côn. Tính toán làm gì, Nghịch Cương lão ca, tiếp đệ thêm một chiêu này nữa. Hồng Quân vừa dứt lời, Trừng Côn liền hướng về phía trước. Áp lực từ Trừng Côn đột nhiên tăng lên mấy lần. Nghịch Cương trong mắt đang còn tràn đầy kinh hãi. Thân ảnh của Hồng Quân và thậm chí cả côn khí cũng đột nhiên mờ ảo hẳn đi, xuất hiện liền 7-8 tàn ảnh. Đợi đến khi những tàn ảnh này hợp lại, Trừng Côn sử ra, ngay lập tức không gian chấn động, không ngừng hướng Nghịch Cương truyền tới. Đồng thời trong tai của Nghịch Cương vang lên bốn chữ khiến cho người ta kinh hãi. Kinh thiên nhất côn! Kinh thiên nhất côn, quả nhiên là kinh thiên nhất côn mà. Nghịch Cương ánh mắt lạnh lùng nhìn vào những chấn động không gian đang không ngừng truyền tới. Phá thiên nhất kiếm. Nghịch Cương khẽ quát một tiếng, trong tay thần kiếm đột nhiên chấn động, kiếm khí từ thân kiếm nhanh chóng ngưng kết, từ mũi kiếm bộc phát. Phá thiên kiếm quyết cùng kinh thiên nhất côn cùng loại, cuối cùng cũng là một chiêu mạnh nhất. Chiêu mạnh nhất nhưng lại là chiêu đơn giản nhất. Chỉ có một chiêu, nhưng một chiêu này so với tất cả các chiêu khác lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đồng thời cũng là chấn động không gian, không có tốc độ kinh người, không có thanh thế ầm ĩ, mắt chỉ nhìn thấy hai luồng khí kình tại không trung sắp sửa va chạm, không hề giống như những chiêu trước. Hai chấn động không gian va vào nhau cùng một chỗ, ngay cả tiếng vang cũng không hề có. Kinh thiên nhất côn xét về công kích mà nói có thể mạnh hơn phá thiên nhất kiếm rất nhiều, thế nhưng tu vi Hồng Quân chỉ mới là hạ cấp thần nhân, kém hơn Nghịch Cương hai cấp bậc. Trong khi đó là binh khí đồng dạng, thượng phẩm thần khí. Hai chiêu va chạm nhau không biết phân cao thấp thế nào. Lợi hại, lợi hại. Nghịch Cương nhìn hai luồng không gian chấn động chia đều trong không trung, nhịn không được than thở với Hồng Quân. Tiểu Quân, mặc dù đây chỉ là hạ cấp thần nhân, nhưng công kích đã cường hãn thế này. Thượng phẩm thần khí phối hợp với kinh thiên côn pháp quả thật lợi hại a. Đừng nói ngày đó để tranh đấu với trung phẩm thần nhân kia, ngay cả Liêu Kiệt có trong tay thần khí cũng không hẳn là đối thủ của đệ đâu. Mặc dù Nghịch Cương không lợi dụng tốc độ của thượng cấp thần nhân, nhưng chỉ tính đơn thuần lực công kích bình thường cũng có thể ngang tay với kiếm tiên. Nói cách khác, hiện giờ lực công kích của hắn có thể so sánh với thượng cấp thần nhân. Hồng Quân dường như không nghe lời của Nghịch Cương nói, hắn vẫn đang phiêu phủ trên không trung, đôi mày cau lại, có cảm giác hắn đang suy nghĩ một điều gì đó. Nghịch Cương giờ cũng hiểu được có chuyện không bình thường đang xảy ra. Hồng Quân cũng không để ý tới lời xưng tán của lão, vốn lão có chút không hài lòng, nhưng nhìn lại bộ dáng của Hồng Quân thì lão tự hiểu. Dường như Hồng Quân đang tự hỏi điều gì, còn cụ thể là điều gì thì lão không biết. Không đánh thức Hồng Quân, Nghịch Cương nhanh chóng ngồi ngay tại chỗ, từ từ phục hồi nguyên khí. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, Hồng Quân vẫn phiêu phù tại không trung, vẫn cau mày như không ngừng suy nghĩ một điều gì đó, vẫn không hề nhúc nhích. Ba ngày, vô luận là đối với Hồng Quân hay Nghịch Cương đều là chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Nghịch Cương cũng không có trở lại phủ thủ lĩnh của mình, vẫn ở chỗ cũ canh chừng cho Hồng Quân. Hiện giờ Hồng Quân là một bảo bối. Nếu hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chắc Nghịch Cương chỉ còn nước là tự sát chết đi cho rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã hơn một tháng trôi qua. Hồng Quân vẫn như lúc trước không hề nhúc nhích, làm cho người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Nghịch Cương chỉ còn biết khoanh chân ngồi, mặc dù nguyên khí của lão đã hồi phục như cũ, nhưng lão cũng giống như Hồng Quân không hề nhúc nhích. Thực tế thì lão đang điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất để cùng Liêu Kiệt đánh một trận. Hai tháng, rốt cuộc Nghịch Cương cũng điều chỉnh trạng thái của mình tốt nhất, mà lúc này rốt cuộc Hồng Quân cũng đã tỉnh dậy. Ha 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 ha, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy, hóa phồn vi giản, biến phức tạp thành đơn giản, đường lớn bao nhiêu cũng quay lại một điểm. Đã hiểu, ta đã hiểu. Hồng Quân nói xong, thân thể đột nhiên phiêu phiêu rơi xuống đất, mỉm cười nhìn Nghịch Cương nói. Nghịch Cương lão ca, cảm ơn huynh đã hai tháng nay bảo hộ cho ta. Để báo đáp, để truyền cho huynh một chiêu kiếm pháp. Một chiêu kiếm pháp ư? Nghịch Cương mặt cũng hơi ngẩn ra. Phá thiên kiếm quyết có thể nói không thể so bì được với kinh thiên côn pháp.
nhưng đây cũng là một kiếm quyết khó có mà có được. Nếu không, đường đường là một phó thành chủ của Lạc Phượng Thành cũng không cùng với Phá Thiên Kiếm đánh cược. Đánh cược với Thánh Giới Thôn sẽ an toàn trong 500.000 năm. Phá Thiên Nhất Kiếm, Kinh Thiên Nhất Côn đều đồng quy tại một điểm, đều là đường lớn hóa thành đơn giản. Vì đạo sinh một, vì một sinh hai, vì hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Đó chính là đạo lý của Phá Thiên Nhất Kiếm và Kinh Thiên Nhất Côn đều có chung một chữ: biến những cái phức tạp thành những cái đơn giản nhất, uy lực nhất. Cũng mặc kệ Nghịch Cương có nghe hay không, Hồng Quân cứ như trước thao thao nói. Nhưng Phá Thiên Nhất Kiếm cũng tốt, mà Kinh Thiên Nhất Côn cũng được, đều trong đạo đạo hư vô, sản sinh ra chênh lệch, đều lợi dụng sự lĩnh ngộ chữ đạo, kết hợp Phá Thiên Nhất Kiếm và Kinh Thiên Nhất Côn tạo ra một chiêu kiếm, được gọi là Nghịch Thiên Nhất Kiếm. Nghịch Thiên Nhất Kiếm ư? Nghịch Cương nghe thế thì vẻ mặt không khỏi biến đổi. Nghịch Thiên Nhất Kiếm có được bá đạo như tên của nó hay không? Nếu là uy lực thực sự thì mới xứng đáng với tên của nó. Nghịch Cương lão ca, huynh xem đây. Hồng Quân vừa dứt lời thì trường côn trong tay đột nhiên biến mất. Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay, đồng dạng cũng là một thanh thượng phẩm thần kiếm. Hồng Quân tay cầm trường kiếm, tùy ý hoa tay, mũi kiếm chỉ phát, tạo thành trên không một đạo hồ tuyến, một đạo không khí không nhìn thấy, đương nhiên là kiếm khí. Kiếm khí đương nhiên là không khí cấu thành, căn bản không thể nhìn thấy. Thế nhưng Nghịch Cương giờ này con mắt đang mở rất to, lão phát hiện một đạo quỷ dị hồ tuyến. Đó chính là một đạo hồ tuyến màu đen. Mặc dù hồ tuyến đó rất nhỏ, nhưng màu đen quỷ dị đó đã nói cho Nghịch Cương một kiếm uy lực này, uy lực đến tận cùng. Một đạo hồ tuyến nhỏ nhoi đó căn bản chính là vết rách của không gian. Vết rách không gian ít nhất từ trước tới giờ Nghịch Cương chưa bao giờ thấy một người nào có thể chém đứt không gian, tạo thành một vết rách tại vô danh không gian này. Đừng nói là một vết rách, ngay cả một điểm cũng chưa từng thấy qua. Xoẹt, Nghịch Cương nhìn kỹ một lần nữa, chỉ thấy vết rách tự nhiên biến mất, chỉ còn thấy một gợn sóng trong không trung nhanh chóng lan tỏa. Ở xa xa là một ngọn núi cao bị gợn sóng đi qua nhanh chóng biến thành mạt phấn. Kiếm khí đi qua chỗ nào toàn bộ biến thành hư vô. Không gian ba động ư? Trời ạ, à, quả nhiên có thể khiến cho không gian ba động. Nghịch Cương kinh hãi kêu to, chỉ cần một chiêu này oanh kích lên người của Lạc Phượng Thành, tuyệt đối có thể giết chết mấy trăm thần nhân. Hồng Quân hài lòng nhìn uy lực của một kiếm này, liền gật đầu lờ nụ cười. Nghịch Cương lão ca, huynh thấy rõ rồi chứ? Nghịch Cương cười khổ một tiếng nói, nhìn thì thấy rõ rồi, nhưng thấy rõ thì không có nghĩa là sẽ hiểu. Cho nên đệ mới nói sẽ chỉ cho huynh chiêu này. Nghịch Cương lão ca, huynh có muốn học không? Học, học, đương nhiên là phải học rồi. Học được Nghịch Cương Nhất Kiếm này, ta tuyệt đối có thể thống lĩnh Thánh Giới Thôn, đạp bằng Lạc Phượng Thành. Săn bằng một tòa thành trì, một tòa thành trì mà với thần nhân nhiều hơn gấp mấy trăm lần. Nếu là trước kia, có lẽ là chuyện nằm mơ, Nghịch Cương cũng chưa bao giờ dám nằm mơ như vậy. Song nhìn thấy một kiếm này của Hồng Quân, tâm tư của lão đột nhiên cao tận mây xanh. Thời gian một ngày qua đi, đảo mắt đã tới kỳ hẹn của Nghịch Cương với Lưu Kiệt. Nhưng những người trong thôn không có cách nào tìm được Nghịch Cương. Từ khi lão cùng Hồng Quân ra ngoài, không hề có ai thấy lão quay lại phủ của mình. Ngày luận võ cận kề, những người trong thôn cũng không ngừng đến phủ của Nghịch Cương, cơ hồ tất cả các địa phương, rất nhiều truyền tin nhưng cũng không tìm được lão. Nếu Nghịch Cương không đi Sa Khâu Lăng, bỏ qua chuyện luận võ, tuyệt đối sẽ trở thành chuyện cười cho Lạc Phượng Thành. Nói không chừng Lạc Phượng Thành sẽ đưa người đến săn bằng Thánh Giới Thôn. Nghịch Cương mở to mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Lão nhìn Hồng Quân bên cạnh, ngượng nghịu mười phần nói, lúc trước đệ lĩnh ngộ cũng cần có thời gian đến 2 tháng, kinh nghiệm một thời gian như vậy đều truyền hết cho ta. Ta phải lĩnh ngộ đến 4 tháng mà cũng chỉ lĩnh ngộ được một điểm. Mặc dù so với Phá Thiên Kiếm pháp của ta mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi, căn bản là không đạt được đến uy lực của đệ khi thi triển. Được rồi, Hồng Quân cười cười nói, bắt đầu từ những cái phức tạp thì dễ giải thích. Lúc trước đệ nhờ có cơ duyên nên mới kết hợp giữa Phá Thiên Nhất Kiếm và Kinh Thiên Nhất Côn. Khi trở thành Nghịch Thiên Nhất Kiếm, nếu có một lần nữa thì không có gì khó giải thích cả. Khoan đã, có người đưa tin cho ta. Nghịch Cương tùy ý lướt qua, nhưng lại phát hiện ra đến mấy ngàn tin tức. Tính toán cẩn thận, một lần nữa lão mới nhận ra đã đến ngày luận võ. Nghịch Cương sắc mặt biến đổi nhìn Hồng Quân nói, nhanh, Tiểu Quân, chúng ta phải nhanh hơn một chút, nếu không sẽ không kịp kỳ luận võ với Lưu Kiệt. Hồng Quân sững sờ, giờ mới phát hiện đã đến thời gian luận võ, toàn tức gật đầu nói,
Được, Nghịch Cương lão ca, chúng ta phi hành nhanh một chút, có lẽ sẽ kịp thôi. Hai người một trước một sau bay lên trời, nhằm hướng Xa Khâu lăng không bay tới. Những người trong phủ thủ đều nhận được tin tức của Nghịch Cương đã bay tới Xa Khâu lăng thì đều thở dài một hơi, thông chi toàn thôn đến Xa Khâu lăng trợ uy cho Nghịch Cương. Cùng lúc đó, Lạc Phượng Thành, thành chủ Liêu Kiến, phó thành chủ Liêu Kiệt đem theo 5 vạn thủ thành chạy tới Xa Khâu lăng. Xa Khâu lăng giống như một mảng sa mạc hoang vu trên địa cầu, cát vàng khắp nơi, chung quanh cơ hồ không có lấy một giọt nước. Mấy trăm dặm vuông quanh đây chính là chiến trường tại Xa Khâu lăng. Tại chỗ này cũng có một mảnh đất trống, địa hình toàn sa mạc, nhưng đối với họ không tính toán là gì. Tiểu Kiệt, thế nào, đệ có nắm chắc đối phó được phá thiên kiếm quyết của Nghịch Cương không? Lưu Kiến bên cạnh Lưu Kiệt hỏi. Ca ca, huynh yên tâm, có thượng phẩm thần khí chạm không trong tay, đối mặt Nghịch Cương chỉ có tiên khí, ít nhất đệ cam đoan sẽ không bại. Hơn nữa trên người đệ còn có cực phẩm chiến giáp, Nghịch Cương muốn đánh bại đệ ư? Lưu Kiệt căn bản hoàn toàn không biết, vô luận là vũ khí tấn công hay phòng ngự, Nghịch Cương đã mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Phòng ngự thì mạnh hơn hẳn, nói về phần công kích, mặc dù đều là thượng phẩm thần khí, thế nhưng phá thiên kiếm quyết không ai là không biết. Nghịch Cương cùng Hồng Quân giờ này cũng đã có mặt tại Xa Khâu lăng. Nhìn đối diện Bạt Ngàn thần nhân, cả hai người đều nhíu mày. Hai người đồng ý luận võ, có cần thiết phải có nhiều người như thế này không? Nghịch Cương bay lên phía trước cười ha ha nói. Liêu Kiến, Liêu Kiệt, không thể tưởng tượng được các ngươi quan tâm đến chuyện luận võ của hai người như vậy. Có phải hai người các ngươi cùng lên cả không? Ta, Nghịch Cương, không sợ các ngươi đâu. Nghịch Cương nói những lời này cho mọi người nghe, trước tiên là bức bách không cho hai anh em Liêu Kiến và Liêu Kiệt đồng thời ra tay. Liêu Kiến hừ mạnh một tiếng. Đối phó với các ngươi, chỉ cần đệ đệ ta ra tay là đủ rồi. Ta xem một lát nữa, các ngươi thua thì có mặt mũi nào nhìn những người khác đây? Thật không? Trong miệng Nghịch Cương xuất hiện một nụ cười giả hoạt. Đối phó một trong hai người Liêu Kiến và Liêu Kiệt quả thực rất dễ dàng. Trước kia trong mắt lão còn kiêng kỵ đối thủ trước mặt, chỉ vì trước kia chỉ có người của thần giới thứ nhất mới có được thần khí, mà hôm nay hắn, Nghịch Cương cũng có, mà còn nhiều hơn vì hắn có thêm một kiện trung phẩm thần khí chiến y. Lão không có gì phải kiêng kỵ nữa, đối với Liêu Kiệt chỉ có ra sức tấn công mà thôi. Nghịch Cương, thế nào, bây giờ ngươi nhận thua vẫn còn kịp, một hồi nữa ngươi thảm bại trước mắt của mấy vạn thần nhân, vậy nhìn không đẹp mắt đâu. Liêu Kiến hảo tâm nhắc nhở. Liêu Kiệt, ca ca ngươi, ngươi sợ ngươi thua trước mặt mấy vạn thần nhân nên trực tiếp nhắc nhở ngươi đấy. Hồng Quân đưa đẩy nói. Nếu so về đấu võ mồm thì ta công nhận người của ngoài thành các ngươi là thần giới thứ nhất rồi. Liêu Kiệt cũng không có hàm hồ, trực tiếp đá trở về với bọn Hồng Quân. À, phải không? Nghịch Cương mỉm cười. Nếu chúng ta đã là như vậy, chi bằng cá cược một phen, chẳng biết nhị vị thành chủ có đồng ý hay không. Người của thánh giới thôn cũng lục lục chạy tới Xa Khâu lăng, nghe được Nghịch Cương nói như vậy cũng không khỏi kinh dị. Đối với bọn họ mà nói, cuộc sống an bình 500.000 năm là một chuyện tốt, nhưng lần này Nghịch Cương thủ lĩnh lại muốn cá cược lớn một chút, nên trong lòng họ cũng có một chút không hiểu và lo lắng. Kỳ thực Nghịch Cương trong lòng sớm đã có tính toán, nếu nắm chắc phần thắng thì cứ nên cá độ lớn hơn một chút, dù sao một mình quyết định cũng không được. Cá cược to một chút sao? Hai huynh đệ Liêu Kiến và Liêu Kiệt đều nhíu mày, đồng thời hai gã liền dùng thần thức thương lượng. Trước tiên muốn biết các người muốn cá cái gì đây? Liêu Kiệt đến giờ vẫn còn chưa biết Nghịch Cương sở hữu thần khí, nên căn bản hắn không để Nghịch Cương vào mắt. Trong lòng hắn cũng như Nghịch Cương đều nắm chắc phần thắng, nếu thấy mình thắng chắc thì tại sao không cá lớn một chút đây? Được, nếu ta thắng thì người thánh giới thôn ta sẽ tiến vào trong thành 500.000 năm, còn các ngươi thì ra ngoài thành sống 500.000 năm. Nếu ta thua... Nói đến đó, Nghịch Cương liền nhìn sang Hồng Quân. Hồng Quân mỉm cười, đoạn bay về phía trước, đứng trước Liêu Kiệt nói. Nếu Nghịch Cương thua, ngài sẽ phục vụ vô điều kiện cho các ngươi 1.000.000 năm. Trong thời gian đó, các ngươi muốn đánh, muốn giết tùy ý các ngươi. Bên cạnh đó, ta còn có 3 trận đạo quyền trục sẽ dâng lên cho các ngươi. Ở đây là Ngọc Gián, các ngươi cứ xem trước rồi quyết định. Hồng Quân nói xong, ngay lập tức trong tay xuất hiện một khối Ngọc Gián, tiện tay ném về phía anh em nhà Liêu Kiến, Liêu Kiệt. Nghịch Cương thủ lĩnh, không thể. Đúng vậy, Nghịch Cương thủ lĩnh, trận chiến này không công bằng, chúng ta không nên cá cược,
chúng ta vẫn tình nguyện ở lại thánh giới thôn. Hồng Quân vừa nói xong, nội dung cá cược hàng ngàn vạn người đang xem trận chiến đều nhao nhao cả lên. Lần này Nghịch Cương cá độ lớn như vậy, thực chất đã cùng Hồng Quân thương thảo. Hôm nay lão đã có vũ khí, căn bản là tuyệt đối không thể thua. Lần này quyết định cá cược như vậy, Nghịch Cương đã cùng Hồng Quân thảo luận. Tuy nhiên nếu Nghịch Cương thua thì có phục vụ ngàn ngàn năm cũng không tính làm gì, nên phải có thêm điều kiện gì đó để hai anh em nhà Lưu Kiến, Lưu Kiệt hứng thú. Quyển trục thì không giống như ngọc giản, một quyển trục thì phải cần mấy trăm, mấy ngàn ngọc giản mới có thể ghi lại được. Huống hồ giờ này có tới 3 quyển trục. Lúc trước Hồng Quân cấp cho Triển Tử Phong một cái ngọc giản, bên trong ghi một số nội dung cũng đã khiến cho hắn giật mình. Huống hồ gì hôm nay Hồng Quân đem 3 quyển trục ra đánh cá. Lưu Kiến sợ ngây người. Trận pháp, đây chính là trận pháp của thần giới. Từ trên bản ghi chép có thể thấy 3 quyển trục thì không biết chứa đến bao nhiêu nội dung. Vô luận là thần giới thứ nhất hay thần giới thứ hai thì si mê trận pháp không ít người, song những người có thể học được trận pháp thực sự thì rất ít. Khi xưa Tần Vũ tại Mê Nhĩ Sơn bố trận, một thượng cấp thần nhân nhờ duyên cơ xảo hợp mới đọc qua được một quyển trục trận pháp, thế mới thấy được trận pháp quyển trục chân quý như thế nào. Lưu Kiệt nhìn Lưu Kiến sau khi đọc qua ngọc giản thì mặt mày ngẩn ngơ, nhịn không được liền dùng thần thức truyền âm: "Ca ca, huynh làm sao vậy?" Nghe được thanh âm của Lưu Kiệt, Lưu Kiến mới từ khiếp sợ tỉnh lại. Hắn liếc mắt nhìn Hồng Quân với ánh mắt phức tạp, đoạn nói: "Tiểu Kiệt, chúng ta cá." "Cá?" Mặc dù Lưu Kiệt có chút nắm chắc phần thắng, nhưng là cá độ lớn như vậy, hắn một mình cũng không dám làm chủ. Lần này quyết định cá độ phải do đại ca hắn lên tiếng. "Được, Nghịch Cương, chúng ta cá." Thanh âm Lưu Kiến vang vọng toàn trường. Như vậy ý nghĩa của cuộc chiến đấu này đã tiến lên hẳn một bậc, một bước cực cao. Người của thần giới thứ hai lần này sẽ có cơ hội tiến vào trong thành trì, mặc dù chỉ có 500.000 năm, nhưng đó cũng là một điều mà bọn họ không thể tưởng tượng. "Được, thống khoái, ha 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 ha." Khóe miệng Nghịch Cương nở ra một nụ cười mà dường như kiểu gian kế của mình đã thành công. Từ trong tay Hồng Quân tiếp nhận 3 quyển trục, lãng thanh nói: "Ta, Nghịch Cương xin thề, hôm nay cùng Lạc Phượng Thành, Phó Thành Chủ, Liên Kiệt đánh một trận. Nếu ta thua, cam nguyện làm nô tỳ 1.000 năm, đồng thời dâng lên tận tay 3 quyển trục trận pháp. Nếu như vi phạm lời thề, thiên địa không dung." Sau khi phát thệ, Nghịch Cương dùng ánh mắt giảo hoạt nhìn Lưu Kiệt, Lưu Kiến. "Lưu Kiến, Lưu Kiệt, đến lượt các ngươi rồi đấy." "Ta, Lưu Kiến, Lưu Kiệt, ở đây thề, đệ đệ của ta Lưu Kiệt ngày hôm nay cùng Nghịch Cương đánh một trận. Nếu như thua, ta cam nguyện để cho Lạc Phượng Thành cho Nghịch Cương 500.000 năm. Nếu vi phạm lời thề, thiên địa không dung." "Được, chúng ta bắt đầu đi." Lưu Kiệt ra tay trước, nhanh chóng bay về phía trước. Nghịch Cương hướng về phía người của thánh giới thôn mỉm cười, rồi hướng phía trước bay về phía Lưu Kiệt. Một mảnh sa mạc trống trơn khoảng hơn 10 dặm rất tự nhiên tạo thành một đấu trường. Chỉ là trận đấu này song phương đều là thượng phẩm thần nhân, phương viên hơn 10 dặm đối với họ không tính là lớn. Một trận gió đột nhiên thổi qua, khiến cho một đám cát vàng bay tứ tung. Nghịch Cương lúc này trong tay không cầm thần khí chiến thiên, mà chỉ là một kiện thượng phẩm tiên kiếm bình thường, nhưng trên người lại mặc một kiện trung phẩm thần khí chiến y. Đáng tiếc là Lưu Kiệt cùng Lưu Kiến nhìn không ra bộ giáp này. "Nghịch Cương, ngươi tưởng rằng chỉ dựa vào một thanh thượng phẩm tiên kiếm là có thể thắng được ta sao?" Lưu Kiệt khinh thường nhìn vào tiên kiếm trên tay của Nghịch Cương. "À, đánh thì đánh cho nó nhanh, muốn biết thắng thua thì phải thử mới biết được." Nghịch Cương nói xong, cổ tay khẽ rung lên, một đạo kiếm khí phá không nhằm hướng Lưu Kiệt bay tới. Lưu Kiệt trên mặt vẫn là vẻ khinh thường, cũng không thèm ra tay, trên người cũng không thèm nhúc nhích. Đạo kiếm khí của Nghịch Cương đánh thẳng vào người Lưu Kiệt. Kiếm khí khiến cho cát vàng bay tứ tung, cả không gian tràn ngập cát vàng. "Nghịch Cương, trình độ công kích của ngươi chỉ thế thôi sao? Ta có thể yên tâm cho ngươi đánh thêm một lần nữa." Giọng nói của Lưu Kiệt tràn đầy trào phúng. Đột nhiên một đạo vàng như khói lan tỏa ra xung quanh. "Ta tặng ngươi một câu, nếu đấu võ mồm thì ta nguyện làm nô tài cho ngươi đủ 1.000 năm." Nghịch Cương ra chiêu này, ngay cả Nghịch Thiên kiếm pháp cũng không dùng, chỉ tiện tay vung lên mà thôi. "Hãy tiếp một chiêu, thiên kiếm long vũ của ta." Cắt vàng dần dần bay đi, nhưng thân ảnh của Lưu Kiệt đã biến mất, không còn ở chỗ cũ nữa. Mọi người chỉ thấy một trận gió lốc đang nhanh chóng cuốn về phía Nghịch Cương. Những người là thượng phẩm thần nhân có thể dùng thần thức nhìn được
trận gió lốc kia chính là Lưu Kiệt. Hắn đang ở trung tâm gió lốc múa kiếm, mỗi một kiếm chém ra là một đạo kiếm khí, sau đó kiếm khí dung nhập lại một chỗ tạo thành một trận gió lốc. Động tác của Lưu Kiệt nhanh như chớp, chỉ mấy lần hô hấp đã tạo ra đạo gió lốc bao gồm mấy vạn đạo kiếm khí. Lui! Lưu Kiệt hét lớn một tiếng, cả người bay ra khỏi đạo gió lốc. Cơn gió lốc bao gồm mấy vạn đạo kiếm khí nhằm phía Nghịch Ương bổ tới. Một chút tài mọn, phá cho ta! Nghịch Ương cũng hét lớn một tiếng, thượng phẩm kiếm tiên tỏa ra vạn đạo hào quang, trực tiếp bổ vào đạo gió lốc. Mấy vạn đạo kiếm khí ngay lập tức bị đánh tan, không còn gì cả. Lại tiếp của ta một chiêu! Lưu Kiệt ngay lập tức đoạt lấy tiên cơ, điên cuồng công kích. Nghịch Cương tay cầm thượng phẩm tiên kiếm, né trái né phải, dần dần rơi xuống hạ phong. Lưu Kiến nhìn thấy cục diện trận đấu, khóe miệng đã có chút mỉm cười. Ngay cả năm vạn binh sĩ thủ thành cũng cuồng nhiệt tới cực điểm, không ngừng hô to: Phó thành chủ tất thắng! Tình cảm của thần nhân bên đối diện lại rất bất đồng. Mắt nhìn thấy Nghịch Cương sắp thua đến nơi, ai cũng cúi đầu ủ rũ, thần thái rất lo lắng. Phá! Đột nhiên Nghịch Cương hét lớn một tiếng, 10 đạo kiếm khí bắn về phía Lưu Kiệt. Lưu Kiệt mỉm cười nhanh chóng tránh né. Tuy nhiên hắn có tránh né thì cũng không hết được, bị một đạo kiếm khí oanh kích trên người. Nhưng đạo kiếm khí đó đã bị cực phẩm chiến y trên người Lưu Kiệt ngăn lại, không có một chút nào tổn thương. Rốt cuộc cũng xuất ra phá thiên kiếm pháp sao? Lưu Kiệt trong lòng cười cười. Sử dụng đến phá thiên kiếm pháp có nghĩa là đã bức được Nghịch Cương sử ra bản lĩnh thực sự. Phá thiên thập tam kiếm! Phá thiên thập tam kiếm thực chất cũng không phải là phá thiên kiếm pháp. Trong khi truyền đạt cho Nghịch Cương Nghịch Thiên Nhất Kiếm, Hồng Quân từ trong kinh thiên côn pháp của Tôn Ngộ Không đã sửa sang lại phá thiên kiếm pháp của Nghịch Cương, từ phá thiên thất kiếm sửa thành phá thiên thập tam kiếm, khiến uy lực của phá thiên thập tam kiếm mạnh hơn phá thiên thất kiếm mấy lần. Cái gì? Lưu Kiệt trước đây chỉ thấy Nghịch Cương sử dụng phá thiên cửu kiếm, chứ chưa bao giờ thấy phá thiên thập tam kiếm. Trừ phá thiên nhất kiếm ra, có thể nói phá thiên thập tam kiếm là mạnh nhất, mạnh hơn cả bát đáng tứ phương, thức thứ 6 của Nghịch Thiên kiếm pháp vài phần. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lưu Kiệt cũng vội vã xuất ra chiêu kiếm tương đối mạnh của mình. Thí thần thất sát quyết. Trên Sa Khâu Lăng, một lần nữa cát bụi lại bay đầy trời, cát vàng đầy trời, khiến cho thần nhân không thể trực tiếp nhìn bằng mắt được. Thí thần sát quyết có tổng cộng 10 thức, mặc dù so với phá thiên kiếm pháp thì yếu hơn rất nhiều, nhưng thượng phẩm thần khí thì chênh lệch rất nhiều so với trung phẩm tiên kiếm. Sợ rằng chỉ một bộ kiếm pháp bình thường nhưng được sử ra bởi thượng phẩm thần khí thì uy lực của nó cũng không hề kém phá thiên thập tam kiếm của Nghịch Ương. Oanh một tiếng nổ mạnh vang lên, phá thiên thập tam kiếm mặc dù chiêu thức không nhiều lắm nhưng được xuất ra từ trung phẩm tiên kiếm nên uy lực cũng gia tăng rất nhiều. Thế nhưng thí thần thất sát quyết lại được xuất ra từ thượng phẩm thần kiếm nên uy lực gia tăng không biết bao nhiêu lần, chỉ trong một chiêu đã phá tan phá thiên thập tam kiếm. Không những thế, kiếm khí bị yếu đi không biết bao nhiêu lần, tiếp tục nhằm Nghịch Cương cuồn cuộn bay tới. Thí thần thập sát quyết. Lưu Kiệt biết được thí thần thất sát quyết thì uy lực không đủ để giết được Nghịch Cương, nên hắn quyết dùng tiếp một chiêu sát chiêu cực mạnh, thí thần thập sát quyết. Lưu Kiến bên ngoài nhìn thấy biểu hiện của Lưu Kiệt thì rất hài lòng, gật gật đầu. Trong khi quyết đấu thì tới quan trọng là không để cho địch nhân một tia cơ hội nào cả. Tuyệt đối phải tàn nhẫn, nếu không thì tự mình sẽ hại mình. Rốt cuộc cũng đã tới, ta phải phá hết sự tôn nghiêm của ngươi. Nghịch Cương vốn đang sử dụng trung phẩm kiếm tiên, rõ ràng là có nguyên nhân. Nếu bình thường đánh thắng Lưu Kiệt, sử dụng thần khí chiến thiên để đánh thắng Lưu Kiệt là một điều hết sức đơn giản. Điều mà lão muốn là hoàn toàn phá đi tự tin của Lưu Kiệt. Phá thiên nhất kiếm. Lúc này trong tay Nghịch Cương đã là thần khí chiến thiên. Lão khởi động toàn thần nguyên lực thần lực, hét lớn một tiếng sử ra phá thiên kiếm pháp, chiêu mạnh nhất, phá thiên nhất kiếm. Cái gì? Thần khí ư? Lưu Kiến đang xem cuộc chiến, nhất cử nhất động của Nghịch Cương đều nằm trong tầm mắt của hắn. Trung phẩm kiếm tiên biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm, ít nhất cũng là trung phẩm thần khí cấp bậc. Phá thiên nhất kiếm xuất ra, không gian xung quanh chấn động, không ngừng hướng Lưu Kiệt bay tới. Đang ở luận võ tràng nên Lưu Kiệt thấy hết được sự thay đổi của Nghịch Cương. Thượng phẩm thần kiếm kết hợp với phá thiên nhất kiếm tạo ra một uy lực khủng khiếp. Lưu Kiệt huy động hết thần lực khống chế thần kiếm trên tay cùng phá thiên nhất kiếm của Nghịch Cương va chạm trực diện.
Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Một tiếng nổ rung trời, địa phương mà hai người va chạm nhau trở thành một màn bụi khổng lồ. Vụ va chạm này gây ra một dư chấn khiến cho không gian chấn động không ngừng. Vụ chấn động khiến cho thần thức của thần nhân không thể tiến vào. Vô luận là người của Thánh Giới Thôn hay là người của Lạc Phượng Thành đều lo lắng nhìn lên bầu trời, đặc biệt là Lưu Kiệt, hắn là người lo lắng nhất. Bọn họ tuyệt đối không thể thua, nếu mà thua thì thần giới thứ nhất sẽ không đồng ý ra bên ngoài, không còn được ở trong thành nữa, sẽ tạo cho thần nhân trong thành sự không cam lòng, chức thành chủ của hắn cũng có nguy cơ không còn. Lưu Kiến trong lòng rõ ràng, hắn đã đáp ứng nhu cầu của Nghịch Cương, bởi vì hắn hoàn toàn tin tưởng vào thắng lợi của Lưu Kiệt. Về phần Nghịch Cương đưa ra điều kiện bọn họ phải ở ngoài thành 500.000 năm, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Trước khi tỉ thí, bọn hắn đã điều tra rất kỹ càng. Nghịch Cương tuyệt đối không có thần khí, mà không có thần khí có nghĩa là thất bại. Lưu Kiến tuyệt đối tin tưởng Lưu Kiệt, bởi vì Nghịch Cương không có thần khí, không biết hôm nay Nghịch Cương lại đào đâu ra được một kiện thần khí. Lưu Kiến trong lòng cũng hiểu được, một khi Nghịch Cương có được thần khí thì Lưu Kiệt không có khả năng là đối thủ nữa. Lưu Kiến kinh ngạc nhìn Hồng Quân đang cười. Đối với những người xung quanh Nghịch Cương, người mà hắn sơ suất không điều tra chính là Hồng Quân. Mới đầu hắn nhìn Hồng Quân cũng mới chỉ là một hạ phẩm thần nhân nên cũng không quá chú ý. Bây giờ trên người Nghịch Cương xuất hiện thần khí, rất có thể bắt nguồn từ tên hạ phẩm thần nhân này. Cho bụi chậm rãi rơi xuống, những thần nhân đang xem cuộc chiến rốt cuộc thấy rõ hình dáng của hai người. Cực phẩm tiên khí chiến y trên người của Lưu Kiệt bể nát, một tay chống thần kiếm để giữ vững thân thể, tóc bay lăng loạn, khóe miệng thổ huyết, há mồm thở dốc, và đặc biệt là ánh mắt hoảng sợ nhìn Nghịch Cương. Mà Nghịch Cương sớm đã thu hồi thần khí, đứng thẳng mỉm cười. Nghịch Cương nếu toàn lực phóng ra phá thiên nhất kiếm, có thể dễ dàng giết chết Lưu Kiệt, nhưng đến đoạn cuối cùng lão liền thu hồi tay lại mới có thể giữ lại một mạng cho Lưu Kiệt. Cho dù như thế, nhưng Nghịch Cương cũng làm tổn thương nghiêm trọng đến linh hồn kim đan của Lưu Kiệt, ít nhất ngàn ngàn năm cũng không thể khôi phục lại được như cũ. Kết thúc trận chiến, ai thắng ai thua mọi người đều thấy rõ. Thánh Giới Thôn từ đầu mặt mũi ai cũng lo lắng, cục đầu xuống không dám ngẩng đầu lên. Giờ này toàn bộ chuyển thành hưng phấn, lớn tiếng hô tên Nghịch Cương, chúc mừng thủ lĩnh của họ thắng lợi. Lưu Kiệt, chúng ta đi. Lưu Kiến sắc mặt âm trầm, còn Lưu Kiệt thì bị thương nặng, vô lực ứng chiến. Trận này bọn họ đã thua. Lưu Thành Chủ, ngươi không thể cứ thế mà đi được, đừng quên chúng ta đã đánh cá như thế nào. Hồng Quân cười ha ha, đoạn hô to khiến cho Lưu Kiến đang định giờ đi phải ngừng lại. Lưu Kiến hung hăng nhìn Hồng Quân. Trong 500.000 năm, Thánh Giới Thôn sẽ được an toàn. Về Lạc Phượng Thành, ta tuy là thành chủ có thể đáp ứng với ngươi, nhưng Lạc Phượng Thành không thể mình ta có thể tự quyết định được. Ta phải bẩm báo với đại nhân ở trong thành, sau khi thương nghị xong ta mới trả lời ngươi được. Khi bọn họ không phản đối, ta nhất định sẽ giao Lạc Phượng Thành lại cho các ngươi. Nói như vậy, vừa rồi các ngươi thề thốt cá độ chỉ là nói nhảm thôi sao? Hồng Quân cười lạnh nói. Hắn và Nghịch Cương đưa ra từng ấy điều kiện, cũng đã nghĩ bọn Lưu Kiến phản lại lời hứa, chính vì thế hắn mới cố tình đưa ra lời thề. Chỉ tiếc Lưu Kiến tự mình thề thốt, nhưng giờ lại nói phải hỏi ý kiến người khác nữa để xù. Ta Lưu Kiến đã nói qua không tính toán gì cả, huynh đệ hai người bọn ta có thể để lại Lạc Phượng Thành, nhưng ta cũng chưa có nói qua quyền hạn của bọn ta. Lưu Kiến nói to một tiếng, sau đó lại hừ lạnh. Tiểu huynh đệ, trông ngươi rất lạ, có phải hay không, ngươi là người của Thánh Giới Thôn? Hồng Quân không thèm để ý đến ánh mắt giận dữ của Lưu Kiến. Ta không phải là người của Thánh Giới Thôn thì đã làm sao? Không xong rồi. Nghịch Cương trong lòng thầm kêu một tiếng. Lưu Kiến cuối cùng hỏi một câu khiến cho Nghịch Cương không biết phải làm thế nào, mà quả thật Hồng Quân cũng không giấu giếm, nói rằng mình không phải là người của Thánh Giới Thôn. Không phải ư? Tốt lắm, thế nhưng người đâu, bắt lấy tên tiểu tử này lại cho ta. Lưu Kiến ha ha cười lớn, hắn cũng đoán được câu trả lời của Hồng Quân. Chỉ cần Hồng Quân không phải là người của Thánh Giới Thôn thì ngay cả Nghịch Cương cùng với người của Thánh Giới Thôn cũng không dám làm gì. Để mấy trước kia bọn họ đã có vi ước. Dừng tay, ai dám? Nghịch Cương nổi giận gầm lên một tiếng, bay đến trước người Hồng Quân. Đương nhiên người của Thánh Giới Thôn cũng vây quanh. Những kẻ phục lệnh của Lưu Kiến cũng chỉ biết rằng co bên ngoài, không cách nào lại gần Hồng Quân được. Nghịch Cương thủ lĩnh, chúng ta đã hứa thì chúng ta sẽ làm được. Các ngươi chỉ cần đợi một chút thôi, chỉ cần người trong thành đồng ý
thì tự nhiên giao thành cho các ngươi 500.000 năm. Tuy nhiên tên tiểu tử kia đứng trước mặt của ta mà buông lời hỗn láo. Hắn đã khiêu chiến với lòng tự tôn của người thần giới thứ nhất chúng ta. Hy vọng các ngươi thấy rõ tình thế, không nên nhúng tay vào. Lưu Kiến lãnh nhãn nhìn Nghịch Cương, nhưng thuộc hạ của Lưu Kiến cũng không dám tiến lên một bước nào, bởi tình thế thế này, kẻ nào bước lên, dám chắc là kẻ đó chết trước. Ta bây giờ chính thức tuyên bố, người thanh niên này sau này sẽ là người của Thánh Giới Thôn, mọi người có đồng ý không? Thanh âm sang sảng của Nghịch Cương vang vọng khắp nơi. Người của Thánh Giới Thôn có nhiều người không nhận ra Hồng Quân, nhưng thấy hắn cùng Nghịch Cương đi tới nơi này, không những thế lại còn dũng cảm kêu Lưu Kiến cá độ, nên cũng đồng ý cho Hồng Quân gia nhập Thánh Giới Thôn. Nghịch Cương lão ca, tâm ý của huynh ta xin ghi nhận, nhưng mà muốn giết Hồng Quân ta chỉ có hai kết cục thôi. Ở chỗ này toàn là người đã chết một lần. Cái kết cục thứ nhất là vĩnh viễn biến mất, kết cục thứ hai là vĩnh viễn không xuất hiện. Hồng Quân ha ha cười, thanh âm nồng nặng ngạo khí và sát khí. Đối với người của thần giới thứ nhất, Hồng Quân đã có ác cảm và không coi bọn vô sỉ này ra gì. Hôm nay hắn lĩnh ngộ được Nghịch Cương nhất kiếm, càng không coi người của thần giới thứ nhất vào mắt. Trong tầng thứ 7 này không có thiên thần, mặc dù hắn là hạ phẩm thần nhân, nhưng với Nghịch Cương nhất kiếm cộng thêm nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo thì hoàn toàn có thể coi là cao thủ số 1. Ngạo khí của Hồng Quân khiến cho Nghịch Cương sững sờ. Từng là Nghịch Cương tiên đế có ngạo khí giống như Hồng Quân, giờ thấy Hồng Quân có ngạo khí như thế khiến cho Nghịch Cương phảng phất thấy hình dáng của mình năm xưa. Lão không nhịn được vỗ vỗ vai Hồng Quân ha ha cười. Lưu Kiến hôm nay thống suất từng này người, muốn giết Hồng Quân là thực sự khó khăn. Nghịch Cương cũng biết Hồng Quân năng lực kinh người kinh khủng như thế nào, không thể nhìn hắn là một hạ phẩm thần nhân mà đánh giá được. Người của Lưu Kiến có thể là rất nhiều, nhưng Hồng Quân muốn bảo vệ mình quả thực là không khó. Nghịch Cương, chắc là ngươi cũng nghe được, người ta không thèm nhận hảo ý của ngươi, xin mời ngươi hãy tránh ra, nếu không đừng trách ta hủy đi lời thề ước trước đây. Lưu Kiến trong lòng âm thầm cười, Hồng Quân làm như thế có khi lại đem cho hắn những điểm lợi. Lưu Kiến có phân tích qua, trên người tên tiểu tử này có 3 quyển trục trận pháp, dâng lên cấp trên không những tránh được tội mà có khi còn lập được công lớn. Tất cả mọi người tàn ra, hãy xem tiểu huynh đệ của ta phát uy. Nghịch Cương ha ha cười lớn, hướng phía xa bay đi. Người của Thánh Giới Thôn lui ra, nhanh chóng có 10 người hạ phẩm thần nhân cùng một người trung phẩm thần nhân vây xung quanh Hồng Quân. Lưu Kiến cũng đi về phía trước vài bước. Trong mắt hắn, Hồng Quân là một người đã chết qua một lần. Cho dù Hồng Quân có sở hữu thần khí, đối với nhiều thần nhân như vậy, lại có thêm cả trung phẩm thần nhân, chắc chắn là Hồng Quân không có biện pháp. Đáng tiếc, Lưu Kiến không biết, sau khi đến Thánh Giới Thôn thì chỉ một chiêu Hồng Quân đã đánh thắng được một trung phẩm thần nhân. Hắn cũng không thể nào mà ngờ được chính mình mới là người thất bại. Cùng lên đi, Hồng Quân nhàn nhạt nói. Hơn 10 người vây quanh hắn mà hắn không có lấy một điểm sợ hãi. Không những thế, trên miệng còn có một nụ cười nhạt. Lên! Gã trung phẩm thần nhân vừa hạ lệnh, hơn 10 thần nhân trong chớp mắt đều chuyển động. Hơn 10 thân ảnh trong chớp mắt đều biến hóa. Cả 10 người đều dùng tiên khí công kích Hồng Quân ở cự ly xa. Họ nhận được lệnh của Lưu Kiến là bắt buộc Hồng Quân phải chết, nên họ ra tay không có một điểm lưu tình. Quang mang long lanh, thân ảnh của Hồng Quân nhất thời bị quang trụ này che lấp. Người của Thánh Giới Thôn ai nấy cũng đều có phần lo lắng cho Hồng Quân. Lần này chỉ có Nghịch Cương mỉm cười, không một chút lo lắng. Lưu Kiến nghi hoặc đưa mắt nhìn Nghịch Cương. Hắn cũng không rõ điều này. Cho dù tên tiểu tử này có sở hữu thần khí thì cũng không thể chịu được nhiều người vây công như thế. Phanh bùng, liên tục bạo hưởng, thân thể Hồng Quân vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, chỉ là trên người đã hiện lên thượng phẩm thần khí chiến y. Trên tay có một cây kiếm nhỏ. Lại nói về mấy gã thần nhân công kích Hồng Quân, chỉ còn biết trợn mắt há mồm nhìn hắn không căm lòng rơi xuống đất. Thân thể chậm rãi biến mất trên mặt đất. Chỉ một kích nhưng đã ngoài hết dự liệu của mọi người. Hơn 10 người hạ phẩm thần nhân công kích còn chưa thấy đối thủ ra tay thì đã thấy lăn ra chết. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lưu Kiến cũng dâng lên một trận sợ hãi. Đại đội số 3, tất cả cùng lên giết chết tên tiểu tử kia. Lưu Kiến lớn tiếng ra lệnh cho quân đội của Lạc Phượng Thành đi giết một người hạ phẩm thần nhân. Khi bọn chúng bay lên thì những người dưới mặt đất trên mặt hiện rõ sự lo lắng cho Hồng Quân. Đối với họ, hình như Hồng Quân không phải là hạ phẩm thần nhân mà là thiên thần. Đại đội thần nhân bao gồm 10.000 người, càng nhiều người thì có nghĩa là sẽ có nhiều cao thủ. Vừa rồi hơn 10 người vừa chết đi, nhưng chỉ là một nửa của tiểu đội.
mà cái bọn họ kinh dị nhất chính là không hiểu vì sao mà hơn 10 người đó bị chết. Giờ này trong lòng Liêu Kiến đối với gã hạ phẩm thần nhân này không còn ý khinh thường, chỉ còn một chút gì đó như sợ hãi. Chính vì thế hắn ra lệnh nguyên cả một đại đội bao gồm 10,000 thần nhân vây công Hồng Quân. Trận thế công kích: trung đội số 2, trung đội số 5, trung đội số 9 phía trước hợp kích, các trung đội còn lại chuẩn bị. Liêu Sơn, thượng phẩm thần nhân, đại đội trưởng ra lệnh. Liêu Sơn cũng chính là đường đệ, em họ của Liêu Kiến. Tất cả những cấp cao của Lạc Phượng Thành đều nằm trong tay Liêu gia. 3,000 thần nhân lập tức bay lên, chừng ấy thần nhân cũng không dám tiến tới gần Hồng Quân, toàn bộ lựa chọn công kích từ xa. Mà 30,000 thần nhân cùng lúc công kích thì ngay cả cao thủ như Nghịch Cương hay Liêu Kiến cũng không dám ngạnh kháng. Trong khi Hồng Quân chỉ là một hạ phẩm thần nhân, người của Thánh Giới Thôn chỉ còn biết nhắm mắt không đành lòng nhìn. Lần này chính là Nghịch Cương cũng cảm thấy lo lắng. 3,000 thần nhân cùng nhau công kích thì ngay cả Hồng Quân có thượng phẩm thần khí hộ thể chiến ni cũng không thể kháng trụ. Nhưng lúc này Hồng Quân vẫn đứng yên một chỗ, dường như hắn lựa chọn ngạnh kháng một kích này. Uỳnh uỳnh uỳnh, một tiếng nổ rung trời. Nơi Hồng Quân đứng bị 3,000 thần nhân cùng nhau hợp kích, khiến khói bụi bay lên. Người ta chỉ thấy thần giáp trên người Hồng Quân phát ra ánh sáng, rồi sau đó không còn ai thấy thân ảnh của hắn đâu nữa. Lần công kích này không giống như lần công kích của Nghịch Cương và Liêu Kiệt. Lúc đó không gian chấn động mạnh mẽ khiến thần thức của thần nhân không thể tiến vào quan sát. Nhưng lần công kích này tuy khói bụi bay lên mù mịt nhưng không gian lại không chấn động như vậy, nên thần nhân thấy được Hồng Quân sau khi bị một kích như thế liền đột nhiên biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện ở nơi này. Ngay cả Nghịch Cương và Liêu Kiến cũng không nhìn thấy Hồng Quân ở đâu. 3,000 thần nhân công kích thế nhưng lại không làm gì được ta sao? Một đạo âm thanh sang sảng từ không trung truyền xuống, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Hồng Quân từ ngàn thước cao chậm rãi bay xuống. Hồng Quân bay lên không trung lúc nào, không một ai có câu trả lời. Trung đội số 1, trung đội số 3 phối hợp cùng 3 trung đội bên trên đồng thời tấn công. Trung đội số 6 cùng trung đội số 10 công kích ở cự ly gần. Lưu Sơn lập tức ra lệnh, thần nhân đột nhiên tràn ra lên tới 4,000 người, 2,000 người hướng Hồng Quân bay đến. Nghịch! Hồng Quân đột nhiên thốt ra một chữ, tiểu kiếm đột nhiên biến thành lớn. Thiên! Trường kiếm nằm ngang tay của Hồng Quân, mênh mông kiếm khí sắc bén tập trung vào thân kiếm, tụ thành một đạo ánh sáng phát ra quang mang chói mắt. Nhất! Trường kiếm dựng đứng lên, bay tới 2,000 thần nhân đang cố gắng bay đến sát người của Hồng Quân. Kiếm! Chữ cuối cùng được Hồng Quân hét lên, lấy Hồng Quân làm trung tâm, đạo ánh sáng nhanh chóng phủ kín không gian xung quanh. 2,000 người đang bay lên phía Hồng Quân cũng bị đạo ánh sáng này bao phủ. Uỳnh uỳnh uỳnh, đạo ánh sáng đột nhiên bùng nổ, trong chớp mắt tạo thành một đòn hợp kích đối với 5,000 thần nhân dưới đất. Ngay cả 3,000 thần nhân đang chờ đợi bên ngoài cùng đội trưởng Liêu Sơn đều bị đạo ánh sáng này bao vây. Tình huống bị đạo ánh sáng bao vây, không một ai biết được tình huống trong đó như thế nào. Kiếm khí thật mạnh. Nghịch Cương không nhịn được trong lòng đột nhiên run lên. Hồng Quân lần này sử dụng Nghịch Thiên Nhất Kiếm so với lần đầu tiên sử dụng còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Đạo ánh sáng dần dần tan đi chính là kết quả phát sinh khiến mọi người đều không dám tin. Bay lên trên trời để gần Hồng Quân có gần 2,000 thần nhân, tất cả đều biến thành những chiếc xác không nguyên vẹn. Trên mặt đất thì tạo thành một mái xác cùng màu xám như một trận mưa máu. 8,000 thần nhân trên mặt đất thì tốt hơn một chút. Hơn 5,000 thần nhân trên mặt đất chỉ còn sống khoảng 1,000, những người khác thì trọng thương, không còn lực chiến đấu. Mặt sau hơn 3,000 thần nhân, bởi vì họ không phải là mục tiêu chủ yếu, nhưng chỉ còn sống được một nửa, ai ai cũng mang thương tích. Ngay cả đội trưởng Liêu Sơn thì tiên giáp cũng vỡ nát, khóe miệng mang theo tơ máu, hai mắt vô thần nhìn lên không trung. Kết quả này khiến hắn không thể nào tin và chấp nhận được. Tất cả mọi người đều đứng nhìn ngây ngốc, 10,000 thần nhân đi giết một người mới chỉ là hạ phẩm thần nhân, nhưng lại bị hạ phẩm thần nhân này đánh cho toàn đội tàn phế. Những người còn sống không được đến 3 phần. Như vậy, cuộc chiến này đã làm cho nhận thức mọi người đều như phát điên, cho dù là Thánh Giới Thôn hay là người của Lạc Phượng Thành đều không thể dễ dàng chấp nhận sự thật này. Bởi vì Hồng Quân cũng như hắn nói, không phải là người của Thánh Giới Thôn, nếu có truy sát thì không ai bảo vệ, nên Liêu Kiến cũng không sợ thiếu người để giết Hồng Quân. Liêu Thành Chủ, người còn 4 đại đội có muốn cùng nhau lên một lượt hay không? Hay là ngươi cùng bọn hắn lên cả đi, xem Hồng Quân ta có tiếp được hay không? Hồng Quân vẫn còn đang phiêu phù tại không trung,
không ai tin tưởng được rằng nhìn hắn đang đối diện với cái chết trước sự công kích của từng đấy thần nhân mà đột ngột biến mất và bay lên bầu trời. Những gã bay lên trên cùng truy sát Hồng Quân đều bị giết chết. Ngay cả người của Thánh Giới Thôn cũng nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi. Người cuối cùng là ai? Ngữ khí của Lưu Kiến rất ngạc nhiên, thái độ có vẻ rất sợ hãi. Hắn bây giờ không tin rằng Hồng Quân là một hạ phẩm thần nhân. Làm gì có một hạ phẩm thần nhân mà chỉ một kiếm đã giết tới 7.000 thần nhân? Ta là một người vừa phi thăng, Lưu Thành Chủ, ta hy vọng ngươi phải nhớ kỹ cá độ lần này. Nếu không, ngươi có thể bị thiên địa không dung. Trong vòng 100 năm, nếu người cương thủ lĩnh không chấp nhận được Lạc Phượng Thành, thì... ta sẽ dùng chiêu vừa nãy luyện ở Lạc Phượng Thành. Uy hiếp, ngươi uy hiếp ta ư? Lưu Kiến lớn tiếng hô, bây giờ trong lòng hắn cái gì cũng có, hối hận, phẫn nộ, sợ hãi, mặc kệ, giờ hắn chỉ còn biết hét lớn, phát tiết các loại cảm giác trong lòng. Ngươi có thể coi đó là uy hiếp, ta chỉ quan tâm đến cá cược, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 100 năm thời gian. Hồng Quân ha ha cười to, không hề để ý đến người của Lạc Phượng Thành, phi thân bay về chỗ của Nghịch Ương, cùng với người của Thánh Giới Thôn trở về. Hồng Quân huynh đệ, ngươi thật sự làm cho người ta giật mình đấy. Nếu không ta không phải tận mắt nhìn thấy ngươi lĩnh ngộ nghịch thiên nhất kiếm, thật không dám tin những điều vừa rồi. Nghịch Ương ha ha cười to, có Hồng Quân giết địch như thế, hơn nữa những lời nói cũng uy hiếp Lạc Phượng Thành. Nói không chừng người của Thánh Giới Thôn có thể được sống trong Lạc Phượng Thành, điều đó có ý nghĩa cực lớn, vì ở đây có thể nói là người của thần giới thứ hai lần đầu tiên được ở trong thành trì, và thành trì đó là của họ. Mặc dù chỉ có 500.000 năm thôi, nhưng điều đó cũng là một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Hồng Quân cười cười nói, Nghịch Cương lão ca, chỉ là vận khí thôi. 3.000 người công kích đệ cũng định tránh, thế nhưng lại thêm một lĩnh ngộ mới, cho nên mới có được kết quả như vậy. Nếu là 4 tháng trước, chỉ giết được một khoảng 1.000 người thôi. Đệ không nói, ta cũng quên mất, vừa rồi đệ đột nhiên biến mất là như thế nào vậy? Ta còn nghĩ đệ thuấn gì? Nghịch Cương a cười, tâm lý cực kỳ hưng phấn. Nghịch thiên nhất kiếm, Hồng Quân cũng truyền thụ cho lão. Có thể nói, Hồng Quân hôm nay làm được như thế này, thì sau này, lão cũng có thể làm được như Hồng Quân. Thuấn gì ư, cũng không sai biệt. Khóe miệng Hồng Quân có một ý cười, nhớ lại cảm giác khi mà mình biến mất trước mắt mọi người. 3.000 thần nhân cùng nhau đồng thời truy kích, uy lực quả thật rất lớn. Hồng Quân cùng lắm cũng chỉ là hạ phẩm thần nhân, thần khí chiến y cũng có thể giúp hắn được đôi chút. Nhưng 3.000 thần nhân vừa công kích, Hồng Quân định chạy trốn thì đột nhiên nguyên anh trong cơ thể có một sự biến hóa mới. Tại thời khắc mấu chốt, Hồng Quân lĩnh ngộ nghịch thiên nhất kiếm thì cũng lĩnh ngộ Hồng Quân đạo, tiến thêm một bước nữa. Mặc dù không bước vào tầng thứ hai trung kỳ, nhưng cũng đã đến sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ một điều biến hóa nho nhỏ đó thôi, nhưng thực tế bên ngoài Hồng Quân đã có những biến hóa rõ rệt. Hồng Quân đạo chính là tu luyện vô danh vật chất màu xám. Trước đây căn bản hắn không khống chế được vô danh vật chất này. Nhưng trong khi bị 3.000 thần nhân công kích, nguyên anh trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng màu xám. Loại lực lượng này chính là lực lượng của vô danh vật chất. Thông qua nguyên anh, Hồng Quân phát ra vô danh vật chất, mà nơi đây bầu trời đều là vô danh vật chất, nên khi nhận được một nguồn lực từ màu xám vô danh lực, khiến cho màu xám trên bầu trời có dị biến. Trong nháy mắt đem Hồng Quân tới bầu trời. Sự biến mất này so với thuấn di không có nhiều khác biệt, chỉ là không biết đích đến mà thôi, lương theo hấp dẫn lực mà đến. Mặc dù vẫn như trước không khống chế được vô danh vật chất trong nguyên anh, nhưng một khi nguyên anh phóng xuất ra vô danh vật chất màu xám năng lượng, thì ngay lập tức Hồng Quân cảm nhận được bầu trời đầy vô danh vật chất màu xám. Đối với Hồng Quân mà nói, đây là một bước tiến bộ đáng kinh ngạc. Ngẫm lại, bầu trời đều là loại vô danh vật chất này, Hồng Quân là người duy nhất có thể tiến vào, nên khi chỉ cần có nguy hiểm, Hồng Quân phát xuất năng lượng từ nguyên anh liền lập tức biến mất vào bên trong. Tại tầng không gian này, không có một người nào có thể tạo được uy hiếp cho hắn. Thần nhân không nắm giữ được không gian pháp tắc, nên không thể dùng không gian lực để khống chế được hắn. Nói nhanh lên, làm thế nào mà đệ thuấn di được vậy? Nghịch Cương con mắt sáng ngời. Thuấn di là loại khái niệm gì? Đó là một loại hấp dẫn rất lớn. Mặc dù không có thần khí, nhưng chỉ cần có thuấn di thì không ai có thể ngăn cản được trong tầng không gian này. Hơn nữa, trong khi đối chiến, một người biết thuấn di, còn người kia thì không biết. Kết quả chắc chắn không cần phải bàn. Nghịch Cương lão ca, ta cũng hoàn toàn không phải thuấn di, mà chỉ là đột nhiên biến mất mà thôi. Như thế nào để tả đây? Chuyện này sợ rằng phải chính mình lĩnh ngộ, không thể nói ra được. Hồng Quân cười khổ, chỉ cần nói là tự mình lĩnh ngộ, tự mình tu luyện,
chỉ giải thích được nửa vời như thế và mỉm cười, ngoài ra không còn biện pháp gì khác. Như vậy ư? Sắc mặt Nghịch Cương rõ ràng tối sầm lại, nhưng mà dù sao Nghịch Cương cũng là thượng phẩm thần nhân nên cũng rất nhanh chấp nhận sự thật này, mà hắn đã học được Nghịch Cương nhất kiếm, đó là có lời rồi. Nghịch Cương lão ca, ta nhất định mang người của thánh giới thôn tới định cư tại Lạc Phượng Thành. Trong 100 năm này chúng ta không nên chủ quan, để còn có mấy cái trận pháp trước hết phải bố trí cho thánh giới thôn, đề phòng bọn cổ tặc đến khiêu khích. Đệ nói chính là để cho Lưu Kiến bỏ thành sao? Nói thật ta nghĩ hắn sẽ không dám bỏ đi đâu, mặc dù phát thế nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Nghịch Cương gật đầu tán thành với ý kiến của Hồng Quân, lão cũng rất tán đồng. Hồng Quân bày ra 7 cái nhị cấp sát trận, bày ra 3 cái tam cấp khốn trận, 10 cái trận pháp khiến cho thánh giới thôn được bảo vệ yên ổn. Chỉ cần Lạc Phượng Thành không có một cao thủ về trận pháp như Hồng Quân thì đảm bảo thánh giới thôn sẽ được an toàn. Tại Lạc Phượng Thành, không giống với tình hình của Hồng Quân, người của Liêu gia tập trung hết ở chỗ này, mặt ai cũng buồn rầu. Tự nhiên ở đâu nhảy ra một ông tên là Hồng Quân, khiến cho kế hoạch của họ rối loạn. Không những thế, họ lại còn cá độ thua cả Lạc Phượng Thành. Đại ca, làm sao bây giờ? Lạc Phượng Thành vạn vạn lần không thể cấp cho bọn chúng được, nếu không Liêu gia chúng ta cũng hết đời luôn. Ngay cả Liêu Kiệt linh hồn trọng thương cũng không được an dưỡng mà vẫn phải tham dự cuộc họp này. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.